Riêng ngày 9 tháng 6 là phải nhớ luôn nha, nhớ như là cái ngày lễ gì đó đặc biệt, như ngày sinh nhật nào của team mình. Hương cũng làm mọi cách theo khả năng của mình để mọi người có thể có mặt cùng nhau. Hy vọng các bạn ở xa sẽ nghe được và cũng sẽ tranh thủ dành cái ngày này có thể về tới Việt Nam hoặc là ở đâu đó chạy về Sài Gòn chia vui mọi người. Luôn luôn xúc động khi mà được gặp với em mỗi năm ít nhất một lần, và coi như là lớp mình là cũng 40 mấy năm rồi, có chủ nhiệm 40 mấy năm rồi, bây giờ mấy em vẫn còn nhớ cô, và đến những cái ngày mà lớp là luôn luôn có cô bên cạnh với em. Thì từng có nghĩa từng khuôn mặt là cô nhớ từ hồi nhỏ, đúng không? Hồi nhỏ xíu đúng không? Rồi bây giờ nhìn cái hình Bolo đó, Bolo nhỏ xíu giống Hân, giống ba Hân ngồi hồi ba Hân đó, hồi học hồi nhỏ đó, cái trang, nhưng mà giờ những cái Bolo đẹp trai hơn. Những cái giờ phút này, cái kỷ niệm này thì không bao giờ trong đời cô quên hết, là những năm dạy học và bây giờ đến lớn tuổi rồi vẫn còn được mấy em nhớ đến. Cô mong là hãy vui trọn vẹn với nhau, thì thời gian nó rất là quý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.